Vô rồi cả nhà ơi, thầy ơi nhà thấy gì chưa? Kết thúc cũng tới rồi. Cái gì bự nha mọi người? Ôi đừng nãy nó được cái gì nha. Thì chưa nói đấy nha. Tự quên hết ăn, ngồi chưa ăn cái gì? Bụng đó nè. Mình ôm hết rồi. Này mình đi cắm ếch mọi người, còn có vài chục cây nữa hết rồi mọi người. Đây. Đi tới đây thì nắng quá, thì mệt chút xíu mọi người. Nè, cắm theo cái tiếng đê này hen. Quá trời, nãy lúc mình đi nó mát mát mọi người, sao mà càng đi càng ngày càng nắng luôn, chịu không nổi. Mọi người mệt xíu à, cắm hết rồi mọi người. Con rắn nó bự mọi người ơi. Mình mới đi thăm ếch nè. Ở đây chỉ dính được ếch nào thôi mà. Gặp được rắn nó bự nè mọi người. Mình không bắt nó đâu ha. Mình quay cho mọi người xem. Nè một con bò nè. Cái đuôi đó nè mọi người. Quá trời bự luôn. Lắm mọi người ơi. Chào bá luôn. Mình bắt nó không ta, mình thả ta. Nè cả nhà. Chắc mình thả nó quá mọi người. Nắng lại mọi người ơi. Khá lớn nè. Thôi mình thả nó đi. Thằng mà tên kia rồi. Nãy giờ mình đi á mọi người cũng 3-4 cây rồi chưa được có hết nào đâu, ngắn rồi. Rồi đây em hết đầu tiên nha mọi người. Nhỏ cho thằng mọi người ơi. Đó hả, rồi cho mình dở nó ha, quay về thôi chứ có mình một mình cũng khó bắt lắm cả nhà. Ok, con đầu tiên nè. Chúng phao luôn. Quá đã cả nhà ơi. Đây, em thứ hai nè cả nhà. Sao nhí không vậy ta. Mình không biết mình thăm được bao nhiêu cần nữa mà trời chỉ mưa tới rồi mọi người. Trắng phao luôn này cả nhà, đã chưa? Cái gì bự nha mọi người. Trời ơi, từ nãy giờ luôn mới được con bự nè. Quá đã, quá xíu. Thì nãy giờ mình thăm cũng được
nhỏ thì nhiều lắm mọi người, 5-6 con là có đó. Mà đây không phải được con bự, đây là dính giò. Con này lên mới xuống nè mọi người. Mọi người ơi, con bự ha, mà cũng quá phê rồi. Cái này không là rất là im luôn cả nhà. Vô bị con ơi, phải đi có thêm một người nữa mà quay đẹp lắm cả nhà. Mà mình không rủ được ai hết á, nên quay mà đi mình một mình à. Cả nhà đáng xem thông cảm với mình ha. Đây em rắn đây nè cả nhà, em rắn đây nè cả nhà. Trời ơi nó bự. Sao nay mình đi gặp rắn hoài vậy ta? Hai em rồi. Nó ráo không mà mọi người, con bành bành không luôn. Thì mình không có đem cái túi á, rồi mình không có bắt nó, sợ vô hồi cắn mấy nhớt mình nó nhừ tử hết nữa. Thì là mình không có mê rắn gì mấy mọi người. Nãy giờ là con đầu tiên với con mới thì á mọi người, mình không biết quay có được nó không, nó hơi xa. Cỡ một luôn, chà bá. Con đầu tiên mình chụp được con đó, nãy mình tính chụp mà nó bò xuống rồi. Trời ơi, xuống cả nhà ơi. Lụm nữa. Đây nè mọi người. Nè. Khá trọng nha, để mình gỡ cái. Ít đực ha, nó bị lòi quả tử ra nè. Rồi gỡ cái cây kia xong lại đây dính nữa nè cả nhà, sát bên luôn. Trời ơi cái này thấy mê lắm rồi cả nhà ơi. Thôi cái này để mình gỡ luôn, mình không quay nữa ha, quay về được rồi cả nhà. Cho lẹ, trời đang mưa tới mọi người. Vô rồi cả nhà ơi. Trời ơi cái nhà thấy gì chưa, ít cụ mọi người ơi, trời mưa tới luôn rồi. Tranh thủ mọi người ơi. Rồi, đây cả nhà. Tranh thủ mọi người, để mưa tới rồi. Qua rồi, còn nãy giờ bự nhất nãy giờ nè. Quá dính rồi cả nhà ơi. Nãy giờ đa số mấy em cái này nhiều ha. Rồi, dẫn mọi người ở nhà. Quá trời. Vừa cũng câu mà trời gặm ớn quá cả nhà. Đây, quá phê luôn. Vô nói cả nhà. Trời ơi con ếch nó ăn cục mồi hay là cái gì? Cái bụng đó nè. Trời ơi sướng cả nhà ơi. Quá phê luôn mọi người. Thật sự là lâu lắm rồi mình mới cắm ếch lại. Dính vô này đá gì đâu á. Ồ nó ăn cục mồi của nó cả nhà. Chứ cục mồi của mình không bự cái đó đâu. Ôm nó không được mọi người, cái bụng nó bự quá, mình ôm nó không được.
hình như là còn có một lưỡi nữa hay gì vậy mọi người, là hết rồi, còn một lưỡi là hết luôn rồi, không biết chiều mình chấm tới đâu không nhớ. Đầu nguồn ếch nhảy nước bự cả nhà. Ừ này ruột rồi cả nhà, hết mồi ha, hết rồi mọi người ơi. Chào mọi người ha, cùng đi cuốn câu ếch với mình thì rất khuya á mọi người, mình vừa cuốn vừa chạy, trời chỉ mưa cả nhà, chết thấy ghê quá. Bởi vậy mình không có quay kỹ được mấy ếch dính cho cả nhà xem á, có mấy con dính quá trời lớn nè cả nhà. Đây hiện tại mình đang ở lên chỗ ha. Quá trời buổi sáng đã đẹp không mọi người, thì khuya á mọi người, ếch nhỏ cũng hơi nhiều ha. Rồi mình cuốn từ nãy tới giờ luôn mọi người. Đây ếch nhỏ nhỏ gì đâu không, thì là tới đây mới được. Em này là hơi trầm trọng nè, cả nhà thấy được con ếch chưa cả nhà? Mình thấy nước mình rửa nó chút nha. Thì ếch chính đó là mọi người, cái chỗ mình chà nè là nó sẽ bươi nhừ hết ha, xung quanh nè đó, hãy quấn vô cái cây cầm của mình đây. Thì mình gỡ nó ha mọi người. Mình mới phát hiện được bèn rồng mới nở nè mọi người. Đó cả nhà thấy không? Ở đây cái bầy này cũng bự lắm nha. Cá mẹ nó mình nghĩ chắc vô đi núp rồi. Quá trời đã luôn nè cả nhà. Này mà anh em nào mà rê đó mọi người. Cái này trống dễ rê lắm nha. Rồi, mình lên đây ha. Đó. Cái nhà, bên rồng ngay chỗ này nè. Thì này mình rê như vậy, cái này nó mới nở rồi có thể nở vừa qua mọi người. Để giờ ít dính quá cả nhà, sao mà bằng nhất khuya nó dính cái mà hết luôn rồi. Mọi người có hàng đề của mình nè, nay anh đi theo mình mà nó đi bắt chuột ở đâu á, giờ chạy lên mừng mình lao ghê không. Qua rồi mấy cái bụi rau mát thì nó tốt nè mọi người. Đây mình mới thấy bạn cái rồng này, không biết rồng gì nè, hình như thấy giống là nuôi cá cảnh đó mọi người, chỗ mình nhiều lắm nha. Thì mấy cái rừng máng này nè, quá trời luôn, mừng cầu lao quá hai ông ơi, nãy giờ không có ếch gặp hai ông bay nữa. Ồ tiếc quá cả nhà ơi, cây cuối cùng thì bị đứt lưỡi rồi, đây nè dây lưỡi nè, quá đang ếch quằn nè mọi người, xịn nó dính nè. Rồi thì tới đây mình hết câu rồi hen cả nhà, bằng ngày này không được ếch nào bự luôn mọi người. Đây đa số mấy con ếch này là ếch nhất khuya của mình không ha. Mọi người đó, và nó dính giấc tối chàng dính bằng ngày mà chàng giấc khuya là quá trời im luôn mọi người. Mà sao mình cũng không biết cái điểm này, hồi khuya đi thăm là dính thấy mê luôn mọi người, mà trời mưa á mình vừa thăm vừa chạy không à. Đây dây đứt nè cả nhà, không có quay lại nhiều cho mọi người xem được, mình tưởng đâu với bằng ngày dính cũng vậy, rốt cuộc bằng ngày không có luôn, quá chán luôn mọi người. Mình định là chiều nay mình quánh nói liền chỗ này nè, đây đã dài qua đó ha. Đây là cái thành quả của mình nè mọi người, thì nó dính dắt tối nhiều cả nhà, dắt sáng mình đi cuốn cần câu thì nó ít dính quá, phải dính như đêm hôm rồi. Bữa nay mình trúng bánh dữ lắm rồi mọi người. Rồi mình hẹn mọi người clip sau nữa ha. Rồi mình chào cả nhà luôn.